Đây đúng là đôi giày em yêu thích rồi. Mà em tìm đôi này rất là lâu, tại vì đôi này giờ không phải tìm đôi này không phải là chuyện đơn giản, tại vì nó rất là hiếm. Cái hãng này của nó không, em sẽ thi đấu đôi này là sẽ chắc chắn.